Hello, chào mọi người đã quay trở lại với kênh của Sĩ Kẹo. Nếu như đây là lần đầu tiên các bạn xem trên kênh của Sĩ Kẹo, các bạn đừng quên là hãy cho video một like cũng như là đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều luôn. Thì ngày hôm nay trong video này chúng ta sẽ cùng trò chuyện với nhau về phiên bản OB22 nha. Như vậy là OB22 đang cận kề ngày ra mắt rồi, đó là 4 hôm nữa thì chúng ta sẽ được chơi nha. Đùa bố à? Chạy đâu em? Ui, gì đấy? Yo, và theo như thông tin chính thức mình nghe được từ page Garena Free Fire, đó là phiên bản mới OB22 thì cây súng shotgun mà các bạn hay chơi á, shotgun M1887 sẽ bị giảm những cái chỉ số. Anh em có thể thấy rằng là tầm bắn của cây súng này sẽ giảm xuống đi 2 vạch, sát thương nhỏ nhất giảm xuống đi 2 vạch luôn. Ui, trong tay cao thủ vẫn đủ ăn mạng, đó là câu slogan của Garena Free Fire với cây súng shotgun M1887 trong phiên bản OB22. Như vậy thì cây súng này nó không còn là ngôi vương nữa. Thật sự là nếu mà những cái anh em fan shotgun thì các bạn sẽ cảm thấy cái điều này nó khá là thất vọng, bởi vì là một cái cây súng mà đảm bảo chỉ số của nó bắn tầm xa khá tốt như vậy, đã hạn chế băng đạn là chỉ có 2 viên rồi, bây giờ tiếp tục giảm tầm bắn và giảm đi cái sát thương nhỏ nhất thì phải nói là khá là chán mọi người ạ. Thế thì bây giờ anh em chơi shotgun M1014 nó còn ngon hơn nhiều so với cây shotgun M1887 này. Và có lẽ là anh em fan shotgun sẽ quay trở lại với cây súng shotgun M1014, hoặc có thể là các bạn ấy sẽ tập luyện chơi Spad 12 thay vì chơi cái cây súng này. Mình thấy là nếu mà giảm đi chỉ số thế này thì công nhận là con chó này giảm là 14 mình nhá. Làm sao? Chạy đi đâu? Xong rồi nhá. Yo, như vậy là các bạn thấy rằng là M1887 kiểu như là các bạn chơi trong phiên bản OB22 nó sẽ phế hơn rất nhiều so với OB21. OB21 thì nó còn được sánh ngang với MP40 cơ mà. Đó, cũng như là OB21 thì có sự tham gia của Thompson vào nữa, nên là cái thị trường khi mà anh em lựa chọn súng chơi nó cũng kiểu đa dạng. Còn OB22 shotgun M1887 nó giảm chỉ số tầm bắn giảm đi 2 vạch, giảm chỉ số những 2 vạch luôn các bạn ạ, và sát thương nhỏ nhất cũng giảm đi luôn. Nên là công nhận là khá là chán với cây súng shotgun M1887 khi mà cập nhật OB22 nhá. Mày chạy à? Chạy làm sao được? Ui, thay nhiên mà tính chạy khỏi tôi cơ, chạy làm sao? Ui rồi ôi. Tiếp theo thì phiên bản OB22 sẽ có sự ra mắt của kẻ hủy diệt tường băng, cây súng M82B luôn. Mới đầu thì nó sẽ chỉ xuất hiện trong đấu thường luôn. Và theo như mình được biết là cái cây súng M82B này với cái sức mạnh có thể là phá hủy tường băng rất là ngon luôn, rất là chất lượng, cũng như là đam của nó vô cùng là ổn nữa. Hôm nọ thì cũng có ra một cái video là có sử dụng test thử cái cây súng này cho anh em coi rồi mà. Đó, mình có test thử trong phòng đấu địa nha. Cây súng này sẽ là đối thủ đáng gờm so với Aduk nha mọi người. Mỗi tội là hiện tại thì khi mà mới bắt đầu ra mắt là nó chưa xuất hiện trong rank thôi. Thanh niên này chạy đâu ngáo ngơ thế hả em ơi? Ui, làm sao đấy ạ? Anh lại sợ chú quá cơ. Yo, thì anh em có hóng cái cây súng này hay không nhỉ? Thì các bạn hãy comment ngay bên dưới phần bình luận nhá. Ok, nói về SKS thì sẽ có một sự thay đổi trong phiên bản OB22. Như các bạn đã biết là lâu nay thì SKS nó là một cái cây súng bắn tỉa mà tôi cảm thấy là khá là phế anh em ạ. Nếu như mà anh em không có súng bắn tỉa thì anh em có thể xài tạm được. Thì phiên bản OB22 thì SKS nó sẽ được cải thiện sát thương nhá. Nó sẽ tăng thêm 2 vạch này, tốc độ bắn tăng thêm 2 này, xuyên giáp cũng tăng thêm 2 luôn. Không có một chỉ số nào giảm cả, thật sự là uầy. Tức là như vậy là mình với anh em đã cùng tìm hiểu về những cái cây súng này thì có thể biết được rằng là OB22 Game Free Fire sẽ chú trọng vào những cái cây súng bắn tỉa hơn. Đó, tức là như nào nhỉ? Đây sẽ là một cái phiên bản mà hội tụ rất là nhiều những cái tay súng bắn tỉa, và có thể là sẽ có những giải đấu mà chỉ chuyên sniper nhá, chuyên bắn tỉa nhá. Ok, chạy. Ui, thanh niên chạy đâu vậy? Trời ơi, đã bảo sao đi con xe lam đó vậy. Thật sự thì tôi chỉ có một câu để đánh giá về SKS trong phiên bản OB22 thôi, đó là quá ngon luôn anh em ạ. Được chưa ạ?
quá ngon luôn, quá xịn sò luôn. Hôm nay thì trong video này cơ bản là chém gió với anh em tí về một số sự thay đổi chỉ số. Thì tổng quan xem xét lại là OB22 nó có rất là nhiều thứ thêm nữa đáng để anh em chờ đợi, ví dụ kiểu nhân vật mới các thứ nữa thì mình cũng đã liệt kê trong một cái video riêng rồi. Còn đây thì chém gió về sức mạnh của súng thôi. Ui dồi ôi, thanh niên làm sao đấy hả? Ây, Sky hiện tại thì trong phiên bản OB21 bắn vẫn khá là ngon, nhưng mà tôi không biết là sẽ có thêm sự thay đổi chỉ số nào nếu như mà Gardena Free Fire có đăng thêm những cái status thay đổi chỉ số của súng thì mình sẽ sớm lên video cho anh em nha. Và ok, nếu như các bạn thấy video hay và bổ ích nhớ nhấn nút like trong video nhá. Yo, tầm này thì trận đấu của chúng ta chỉ còn lại có 6 người chơi mà thôi. Ui ổng xạ ngon quá, ba lô ba này, trời ơi, kiếm mãi bây giờ mới ra được cái ba lô ba, phê không, thích không hả? Ui thánh bông keo luôn, công nhận luôn. Ui thanh niên này nhiều bông keo vãi cả trưởng ra luôn á. Yes, chúng ta let's go thế nào. Ai từ từ đây đây đây. Nói chung là mình có một cái thói quen đó là mình chuyên vứt tất cả những cái trang bị thừa ra. Trang bị nó không xài thì mình sẽ vứt luôn thôi, chứ mình cũng không để trong ba lô làm gì cả, kiểu nó sẽ chật ba lô đi á. Được chưa ạ? Yes. Vậy lại còn có 6 đứa ơi. Theo chân kẹo nào. Hôm nay chúng ta sẽ cố gắng kiếm top 1 luôn cho nó máu nhá, được chưa ạ? Yes. Chúng ta tiếp tục, let's go, thẳng tiến thôi. Top 1 thẳng tiến. Hello hello mấy thanh niên. Mấy thanh niên đâu cả rồi? Ấy ấy ấy. Ui giời ơi, thanh niên nào vừa toan kia, chỉ còn lại có 5 người thôi á. Anh em, tôi nghĩ là anh em không phải lo về cái kiểu như là độ mượt của phiên bản OB22 đâu, bởi vì mình cũng đã test, mình cũng đã trải nghiệm rồi thì nó khá là ổn các bạn ạ, khá là mượt. Và cái mức FPS trong game nó còn tăng cao nữa lên cơ đó, nên là anh em máy yếu tôi nghĩ là anh em không phải lo đâu. Cũng như là sẽ có tùy chỉnh đồ họa cho các bạn. Nếu như mà lag thì anh em giảm xuống cấu hình bình thường thì chơi game nó sẽ không có giật lag gì đâu. Một số anh em bảo là phiên bản mới nó nặng lắm, nhưng mà thật ra thì chỉ là những file OBB cài thêm thôi. Nếu như các bạn muốn nhẹ thì các bạn có thể là không tải dữ liệu, load cái map hoặc là load trang phục thêm á. Anh em chỉ xài một vài bộ trang phục mà anh em yêu thích thì game thật sự nó không nặng, được chưa ạ? Yo, wow, thì như này, làm sao đấy hả? Ây, đậu xanh. Đấy là tôi nói về máy Android, còn iPhone thì hầu như là các bạn chơi game nó mượt chán chê đúng không nào. Ui tôi thấy là mấy bạn comment là em chơi iPhone 5, iPhone 6 còn mượt cơ mà, nên là anh em không phải lo nhá. OB22 sẽ rất là ổn định. Ui cái đậu xanh thằng đầu đỏ này. Mấy ngày hôm nay thì không phải là lag do game, mà là kiểu đang đứt cáp biển gì đó mà tôi không biết có phải do cắn không đậy mận mới còn cá mập mẹo chuyên cắn cáp. Thế là đâm ra chơi game lag thì nó cũng hơi chán đúng không? Dạ, trận đấu này còn lại 2 người chơi thôi nhá. Tôi ngày hôm nay nhá, tôi phải chơi với khô máu rồi anh em. Đồ đạc xịn thế này cơ mà. Các bạn thấy không ạ? Full đồ tím nhá, full đồ xịn nhá. Mỗi tội chưa có ống ngắm 4x thôi, hoặc có thể là tôi đã quên. Ví dụ kiểu từ nãy giờ hạ 7 kêu bảo không có ống ngắm 4x thì có thể là hơi sai thật nhỉ. Có thể nhiều khi mình chơi mình không để ý á. Anh em chơi game cũng như vậy mà. Mình chơi game bằng điện thoại nha, trả lời luôn cho những anh em biết nhá. Một cái đậu xanh xuống ngay ở trên đó. Mày xác con mẹ nó đi. Thanh niên, xuống đi. Anh xem sụt xuống đâu nào. Ui dồi ôi, trốn làm sao hả? Đâu rồi? Tôi lên trên cái nhá. Mà trốn đâu em? Ây, trốn kỹ ấy. Gì đấy? Trốn kỹ thế hả em ơi? Ui dồi ôi, dựng bóng keo á. Ui. Ơi, từng anh ơi, tay mình còn đang hơi trơn anh ạ, chơi game ra mồ hôi tay nó hơi trơn, đậu xanh tí nữa toàn chứ, may địch thằng kia nó xử lý hơi ngu đó. Kiểu gì mấy ngày cũng bảo mẹ thằng sĩ kẹo chơi ngu như trời. Tôi có bao giờ tôi kiểu tôi nói tôi chơi giỏi đâu, kể cả các bạn chơi giỏi tôi nói này nhá, đơn giản thôi anh em, khiêm tốn không bao giờ là đủ cả, được chưa? Trời ơi, các bạn thấy là những chủ tịch giả nghèo chưa đấy, nói thế thôi, đơn giản anh em dễ hiểu. Và đây chỉ còn lại một đứa. Ui chắc tôi phải nhảy xuống thôi. Không biết là có nên nhảy xuống không, thật sự là hơi bị toang mọi người ạ. Bây giờ mà chạy xuống sớm thì cũng hơi toang á. Cái tảng đá kia không có, thế nó trốn đâu rồi nhỉ? Vãi, hay là gặp thanh niên nào độn thổ chui mẹ xuống dưới cái đập thủy điện này thì vãi cả hàng. Các bạn cũng nhận thấy không? Dạo này chơi game nhiều hack vãi. Gardena thì đang tích cực gọi là ban những cái nick đó rồi, nên anh em cũng yên tâm đi. Đó,
sẽ sớm cái tình trạng hack trong rank sẽ không còn, cũng như là tử chiến sẽ bị loại bỏ nha anh em yên tâm. Mà phải để căng vãi mới bo thu xuống dưới. Hay có khi tôi nhảy xuống trước nhỉ, câu quả lựu trước đã. Vãi thật, chơi game tầm này hơi khoai nhá. Anh em bảo không khoai nên cũng sợ vãi. Xuống rồi, xuống rồi, xuống. Ui mẹ ơi, còn sống mấy máu. Ui vãi đái. Anh đừng. Ui nó ngay ở trên. Vãi cả trưởng này nó ngay ở trên luôn á. Ui phóng lựu à. Mày này còn chó phóng lựu làm sao. Yeah. Kẹo xin chúc anh em chưa vui vẻ nha. Đừng quên đó là hãy nhấn nút like cho video giúp kẹo nhá. Bye bye. Hẹn gặp lại mọi người sau nha.